Vào ngày 29 tháng 6, tiền vệ Nguyễn Quang Hải đã đánh dấu một cột mốc quan trọng trong sự phát triển của nền bóng đá Việt Nam khi anh chính thức ký hợp đồng với Po FC. Ở buổi họp báo ra mắt đội bóng mới một ngày sau đó, ngôi sao người Việt Nam khẳng định anh sẽ chấp nhận mọi thử thách để được thi đấu nhiều và có nhiều lòng tin từ huấn luyện viên trưởng. Trong những ngày qua, Quang Hải bắt đầu tập luyện và làm quen với những người đồng đội mới ở Pháp. Nhìn thái độ nghiêm túc của cầu thủ số 19, anh chứng tỏ phát biểu trong buổi họp báo của mình chắc chắn không phải là những lời đãi bôi. Dù Pau FC vẫn chưa thi đấu một trận nào từ khi Quang Hải gia nhập đội bóng mới, nhưng câu lạc bộ cũng như các cổ động viên địa phương đã dành khá nhiều tình cảm cho ngôi sao người Việt. Thậm chí, Hải Con còn tạo ra hiệu ứng lớn đến nỗi được các tờ báo xứ Lục Lăng ghi nhận. Quả thật, dù không to lớn về mặt ngoại hình nhưng những điều Quang Hải làm được lại không hề nhỏ bé một chút nào. Và hôm nay, hãy cùng Nextpost tìm hiểu xem những hiệu ứng mà cầu thủ sinh năm 1997 đã tạo ra ở Pháp nhé. Cụ thể, theo tính toán của báo giới Pháp, trước khi chiêu mộ Quang Hải, Po FC chỉ xếp thứ 19 trên 20 câu lạc bộ về số lượng người theo dõi trên mạng xã hội ở Ligue 2. Tuy nhiên, sau khi Quang Hải xuất hiện, lượng người thích và theo dõi trên trang Facebook của câu lạc bộ đã tăng vọt. Tính tới thời điểm này, trang Facebook của Po FC đã tăng lên hơn 238.000 lượt thích và hơn 315.000 lượt theo dõi. Điều đó giúp cho Po FC nhảy vọt trở thành đội bóng có lượng người hâm mộ trên mạng xã hội cao thứ 6 ở giải Ligue 2. Họ chỉ kém một vài đội bóng giàu truyền thống như Bordeaux hay Saint-Étienne. Bình luận về hiệu ứng của Quang Hải, tờ La République de Pyrénées có trụ sở ở Bern, nơi đặt đại bản doanh của Po FC chia sẻ: sự xuất hiện của Quang Hải đã khơi dậy sự cuồng nhiệt đáng kinh ngạc tới từ người hâm mộ Việt Nam. Cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Bern cũng theo sát từng chuyển động của Messi Việt Nam trên đất Pháp. Po FC như thể chuyển sang thế giới khác sau sự xuất hiện của Quang Hải. Hiệu ứng rõ nhất là trên mạng xã hội khi số lượng người theo dõi tăng vọt. Thậm chí những cổ động viên Pháp cũng chú ý nhiều hơn tới ngôi sao Việt Nam. Vào ngày 12 tháng 7, Po FC sẽ di chuyển đến sân nhà của Toulouse FC để thi đấu giao hữu. Nếu như đủ điều kiện thể lực, Quang Hải hoàn toàn có thể ra mắt Po FC trong trận đấu này. Toulouse FC là nhà vô địch Ligue 2 mùa giải trước. Họ đã giành quyền thăng hạng lên chơi ở Ligue Anh mùa này sau một mùa giải phải xuống hạng. Tới ngày 15 tháng 7, Po FC sẽ có trận giao hữu với đội bóng hạng 4 của Pháp là Angoulême-Charente. Đội bóng này dự kiến có thêm một trận giao hữu gặp câu lạc bộ ở Ligue 2 là Nios FC vào ngày 23 tháng 7. Trận ra quân của Po FC là cuộc đối đầu với Guiyam diễn ra vào lúc 0:00 ngày 31 tháng 7 theo giờ Việt Nam. Rất có thể trận đấu này sẽ chứng kiến những bước chạy đầu tiên của Quang Hải tại Ligue 2. Mọi thông tin mới nhất của Quang Hải cũng như bóng đá Việt Nam sẽ được liên tục cập nhật trên fanpage và YouTube của Nextpost. Hãy ấn like và subscribe ngay hôm nay. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.